lời hết tất cả mọi thứ, ngay cả những người làm ăn nghiêm túc mà đôi khi nó vẫn còn không có lời nữa. Thì mình bỏ ra một cái môn chơi mình chơi để mà mình được một cái thú vui tiêu khiển mà chúng ta đòi hỏi nó phải lời thì thật sự là rất là khó, không có. Rồi có nhiều clip em cũng chia sẻ rất là nhiều vấn đề chúng ta chăm con cá từ đẹp trở thành xấu và con cá từ xấu trở thành đẹp nó như thế nào. Thì mọi người chúng ta cũng phải hiểu được cái vấn đề đó. Và chúng ta đã chấp nhận chúng ta chơi một cái môn chơi để giải trí, để tiêu khiển, thì chúng ta phải chấp nhận khi thu lại, dù con cá nó không bị xấu đi thì nó cũng phải có sự chênh lệch về giá. Có cách nào mà chơi cá rồng mà khi sau này mình bán lại mình có lời không? Hello mọi người nha, em là Chí Cảnh Rồng Việt Nam. Thì cái chủ đề này có thể nó sẽ gây ra nhiều cái tranh luận trái chiều cho mọi người chúng ta ha. Nhưng mà em sẽ nói theo một cách nhìn nhận nó thực tế và cho mọi người chúng ta ha. Cái chuyện mà nuôi cá làm sao để mà sau này bán lại có lời á, thì em sẽ chia sẻ vào cuối clip nha. Okay. Thì thật sự là không có cái môn nào mà chúng ta chơi mà chúng ta vừa được chơi mà vừa được lời hết á. Tuy nhiên là sẽ có một số trường hợp là em sẽ chia sẻ với chúng ta ở cuối clip ha. Thì đa số chúng ta, mọi người thấy này, chúng ta chơi xe, chơi chim, chơi cây cảnh, chơi rất là nhiều môn tùm lum hết á. Nói chung là rất là nhiều cái môn mà mọi người cũng thấy giống như là ngay cả làm ăn đi. Có những anh em chúng ta thấy hồi đó giờ chúng ta mua đất có bao giờ lỗ chưa? Nhưng mà những năm vừa qua thì anh em chúng ta kinh doanh bất động sản đôi khi còn lỗ sạc gạch, có những người là coi như là tiêu tan hết sự nghiệp luôn. Tại vì đôi khi cái thời thế nó thay đổi, cho nên là không có một cái gì gọi là nhất định mà mình chắc chắn là mình sẽ lời hết tất cả mọi thứ. Ngay cả những người làm ăn nghiêm túc mà đôi khi nó vẫn còn không có lời nữa. Thì mình bỏ ra một cái môn chơi mình chơi để mà mình được một cái thú vui tiêu khiển mà chúng ta đòi hỏi nó phải lời thì thật sự là rất là khó, không có. Hầu như là không có cái môn nào mà như vậy đó. Chơi là ví dụ như mình mua xe, mình bước ra cửa hàng mình quay vô lại mình nói là giờ mình muốn quay đầu lại thì chắc chắn là mình cũng phải lỗ thôi. Ngay cả vàng, trừ khi chúng ta đầu tư thời gian dài, chúng ta đầu tư để kinh doanh thì chúng ta sẽ biết là lúc nào chủng thị trường chủng, lúc nào thị trường nó lên thì chúng ta đầu tư thì hy vọng nó sẽ có được lời trong thời gian dài. Hầu như là không có cái môn nào như vậy hết mọi người. Ngay cả nếu mà em mà có những môn mà chơi mà chắc chắn là mình lời hay là mình chơi mà không bị lỗ là em cũng chơi hết rồi. Không có cái môn nào mà em sở dĩ mà có cái câu chuyện trong cái clip ngày hôm nay á, là cũng có nhiều người khi mà chúng ta mua cá thì chúng ta chơi thời gian rồi chúng ta quay lại chúng ta muốn đổi, thì khi bên em á mình thu lại thì có cái đương nhiên sẽ có cái sự chênh lệch về giá bán ra và bán vào, rồi cộng thêm cái thời điểm này so với thời gian trước cá nó đi xuống rất là, giá nó xuống rất là nhiều. Trước đây thì cái thị trường cá rồng á, nói chung con cá rồng là một con cá mà thuộc về là giữ giá rất tốt, sau mười mấy 20 năm giữ giá cực kỳ tốt luôn đó. So với đất, so với vàng hay là so với những cái mặt hàng khác thì cá rồng nó giữ giá rất tốt, nhưng mà sau thời gian sau dịch tới bây giờ thì nó xuống rất là nhiều. Cho nên á, cái giá mình đưa ra và đưa vào á, đôi khi nó sẽ có cái sự chênh lệch. Thì anh em cũng phải thông cảm giúp là cửa hàng hoạt động thì đôi khi nó cũng phải có chi phí, nó cũng phải có nhân viên, có điện nước. Và đặc biệt là đối với những ngành mà sinh vật sống giống như là cây kiểng hay là chim cá các thứ, đó là sinh vật sống, nó sẽ có bị bệnh và nó sẽ có ngủm, nó sẽ có rủi ro gãy đuôi trong thời gian mà ví dụ như em mang cá em đổi cho mọi người chúng ta đi, các bạn nhân viên mấy bạn trở về hay là trong giai đoạn mà mấy bạn nhân viên bắt cá trong hồ nó nhảy lên cái thì cũng là bên em chịu, chứ mọi người chúng ta đâu có chịu, mọi người chúng ta đứng ở ngoài chúng ta nhìn mà, chúng ta đâu có tham gia vào cái việc mà bắt hay là đóng hay vận chuyển gì đi, thì tất cả mọi rủi ro đều bên em chịu hết. Cho nên á, nó phải có cái lợi nhuận thì có, nó phải có cái rủi ro thì đương nhiên em vẫn chịu. Nhưng mọi người chúng ta phải thông cảm là khi mà mình đưa ra đưa vào, mình thu ra thu vào thì đương nhiên nó phải có cái sự chênh lệch về giá, đó là chuyện đương nhiên. Còn một số nơi á, họ còn không thu, cái sản phẩm của họ bán ra họ còn không thu nữa với một cái lý do là ví dụ họ bán thì mọi người chúng ta có quyền không mua, chúng ta có quyền chọn lựa chỗ nào mình thích mình mua, thì họ khi họ mua là họ có quyền chọn lựa và họ có quyền trả giá, cái giá nào mà họ thấy hợp lý thì họ sẽ thu. Chưa tính tới những cái vấn đề là trong thời gian nuôi nó sẽ phát sinh lỗi, con cá nó sẽ bị xấu đi, xuống màu, chốc vẫy, gãy đuôi hay là bị nấm, bệnh, bị chuối đầu các thứ. Mọi người chúng ta đôi khi á, khi mà chúng ta muốn quay đầu lại thì con cá đó cửa hàng nhận xét là con cá anh nó bị lỗi này cái kia nọ. Thì tại vì đôi khi một số anh em chúng ta nghĩ là mình nuôi con cá mình cho nó ăn, nó sống tới vậy, nó lớn lên vậy thì đương nhiên giá trị nó sẽ tăng lên, cái đó không chính xác. Mọi người chúng ta đã từng xem clip chúng ta biết rồi, đôi khi có một con cá nhỏ mà đuôi nó bự, càng nó đẹp, dáng nó đẹp
thì giá trị nó rất là cao. Mà có những con cá bự ơi là bự mà vẫn có con cá thanh lý rẻ rề, rẻ hơn con cá nhỏ nữa. Thì đó là lý do tại sao giữa con cá lỗ và con cá chuẩn nó chênh lệch nhau giá. Rồi có nhiều clip em cũng chia sẻ rất là nhiều vấn đề chúng ta chăm con cá từ đẹp trở thành xấu và con cá từ xấu trở thành đẹp nó như thế nào. Thì mọi người chúng ta cũng phải hiểu được cái vấn đề đó. Và chúng ta đã chấp nhận chúng ta chơi một cái môn chơi để giải trí, để tiêu khiển, thì chúng ta phải chấp nhận khi thu lại, dù con cá nó không bị xấu đi thì nó cũng phải có sự chênh lệch về giá bán ra và giá thu vào. Đó là chuyện bên em hỗ trợ mọi người chúng ta khi chúng ta giao lưu cá đổi nâng cấp, thì bên em sẽ hỗ trợ và sẽ có những trường hợp là con cá nó không thể nào thu được, tức là nó lỗi nặng quá hoặc là mọi người chúng ta không thống nhất được về giá với nhau. Cho nên là cái này anh em chúng ta cũng thông cảm. Bên em vẫn có hỗ trợ thu đổi những con cá khác để cho mọi người chúng ta lên đời ở những nơi khác họ bán cho mọi người. Thì nó sẽ tính theo cái hiện trạng thực tế và thị trường mỗi thời điểm khác nhau nữa. Cái clip này để chia sẻ mọi người chúng ta, để mọi người chúng ta hiểu hơn về cái vấn đề đó. Tại có nhiều trường hợp á, thì các bạn nhân viên định giá những con cá của mọi người á, đôi khi nó có trường hợp là khi về đây, tại vì đa số là nhìn qua clip, thì đôi khi có những con cá nó mình thu có giá trị nó không được chính xác. Chính xác ở đây là có thể là nó, các bạn nhân viên thu nó cao hơn cái giá mà thị trường mà đang có. Thì về đây đôi khi một số trường hợp em bán sẽ thấp hơn, và là có những con cá không có bán được, thì em phải có nhiều cái là phải coi như cho anh em nào chúng ta mua cá gì đó chúng ta thả cộng đồng sẽ kèm vào đó cho mọi người chúng ta. Hoặc là có một số trường hợp là bán thấp hơn cái giá mà thu vào. Rồi có một số trường hợp các bạn thu, lúc mà thu mọi người chúng ta khách quay cái clip nó rất là xấu và nó trong một cái tình trạng con cá nó không có được đẹp, thì các bạn thu cái giá nó sẽ không được cao. Rồi khi về đây á, các bạn chăm sóc vài ngày sau con cá nó đẹp, nó sung, nó căng lên và nó tỏa ra cái vẻ đẹp ok hơn, thì đương nhiên cửa hàng sẽ có cái giá bán ra nó cao hơn một tí. Thì có nhiều anh em khi mà chúng ta thấy cái vấn đề hôm bữa mình thu, mới thu mình 5 đồng, hôm nay bán 7-8 đồng sao anh em, mà sau đấy nó chênh lệch nhiều quá vậy. Thì cái đó mọi người chúng ta thông cảm nha, tại vì tất cả đôi khi mọi vấn đề nó không thể nào mà nó như 1+1=2 được. Tất cả mọi thứ nó sẽ có cái sự chênh lệch và thay thế. Mỗi cái nó, mỗi trường hợp nó khác nhau, cho nên là không có trường hợp nào giống trường hợp nào để mình quy chung được hết á. Đôi khi có này có kia thì cũng phải chấp nhận, tại vì đôi khi công việc nó nhiều thì em không thể nào mà một mình em giải quyết tất cả mọi việc hết được. Mọi người thông cảm giúp vấn đề đó ha. Cho nên là cái lúc mà mọi người chúng ta giao dịch với các bạn nhân viên của bên em quản lý để mà trả lời mọi người chúng ta định giá các thứ đó, thì mọi người chúng ta thấy nó hợp lý thì chúng ta chấp nhận chúng ta chơi, còn nếu chúng ta thấy không hợp lý thì chúng ta cứ không giao dịch hay là như thế nào đó, thì tùy mọi người. Ở đây cũng không có ai ép mọi người chúng ta phải là phải như thế nào. Cá của mọi người, tiền trong túi mọi người, giao dịch nếu mà chúng ta không giao dịch được thì vẫn là của mọi người, cũng chẳng ai mất mát gì cả. Cho nên là mọi người chúng ta cũng thông cảm và hiểu giúp em vấn đề đó. Còn nếu mà trong quá trình mà mọi người chúng ta thấy giao dịch với cái tổng đài dép của bên em đó, thì nếu mà thấy cái vấn đề nào đó mà bên em xử lý chưa hợp lý, mọi người chúng ta cứ phản ánh trực tiếp đến em ha. Chúng ta cứ bấm vào cái số của em trực tiếp thì em sẽ nghe máy, và như là cái số đầu 09 222 2323, thì bên em sẽ trực tiếp nghe và sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người, và cũng như là để xây dựng lại cái những cái vấn đề nào mà mọi người thấy chưa hợp lý, mà em thấy nếu nó có thật sự nó có cái điều đó thì em sẽ chỉnh sửa lại và cũng như là hoàn thiện để phục vụ mọi người chúng ta được tốt hơn trong tương lai mọi người ha. Còn bây giờ quay lại cái vấn đề cuối mà lúc đầu em nói trong clip này, để chơi cá làm sao mà mình nuôi mình có lời. Thứ nhất là ngày xưa cái phong trào mà nuôi cá cái đồng kinh tế là từ chỗ em, từ Rồng Việt Nam xuất phát ra cái vấn đề đó, chứ còn trước đây thì ít có bao giờ có trường hợp mà mọi người chúng ta nuôi cá mà để kinh doanh để lời hết á. Thì em là người phát động phong trào đó, tại vì thời điểm đó là thời điểm trước dịch, là thời điểm đó giá trị cá nó cũng rất là ok, và thời điểm đó em cũng đầu tư nguyên một cái trại lớn để mà nuôi upside. Thì lúc thời điểm đó cá lớn nó rất là cao, nó có sự chênh lệch giá với cá nhỏ. Tuy nhiên đồng ý là khi mà mình nuôi á, thì nó sẽ có cái tỷ lệ những con nó rủi ro, nó lên nó không đẹp, hoặc là nó lỗi, nó cắn nhau, nó hư cá, hay là những con cá nó bệnh dưới ao, nó ngủm, nó chết gì đó các thứ, thì bên em cũng chấp nhận rủi ro đó. Và nhưng mà mình vẫn có lời, cho nên là mình truyền tải cái thông điệp tới mọi người chúng ta. Đầu tiên là anh Triển ở Phan Thiết, rồi những anh em chúng ta ở khắp nơi, ở Vũng Tàu, ở Sài Gòn, ở Bình Chánh, ở Long An, ở Tiền Giang, ở các tỉnh miền Tây, người ta nuôi cho em rất là nhiều. Nhưng mà tại sao bây giờ Rồng Việt Nam không làm nữa? Cái này là em nói đây, câu chuyện là của em nha. Còn những câu chuyện ở những cái chỗ khác người ta làm ăn như thế nào thì em không bàn tới nha. Cái chuyện người ta làm ăn như thế nào đó
thì mọi người chúng ta tự biết ở những vấn đề đó. Còn của em là em đang nói chuyện của em thôi, thì sau khi dịch thì em thấy tình hình cá nó giá nó giảm rất là nhiều, và cũng như là cái đầu ra cá lớn á, nó chậm đi, thì không có đi được những cái nơi thị trường lớn, thì bắt đầu là bên em cảm thấy là không ổn, như là mới thu lại cá của những anh em chúng ta đang nuôi kinh tế cho em, thì em sẽ không có hợp đồng mới tiếp để tránh tình trạng mọi người chúng ta nuôi xong rồi chúng ta bị lỗ. Đó là cái điều mà em không muốn, tại vì á, ngay cả bản thân em nuôi cá từ ở trại của mình thì tối giản chi phí rất là nhiều, và mình là thợ, mình là làm nghề mà mình nuôi còn lợi nhuận còn không có, thì làm sao mà anh em chúng ta tay ngang chúng ta nuôi mà chúng ta có lời được. Tuy nhiên là vẫn có một số trường hợp là nuôi lên vẫn có lời nhưng mà rủi ro nó cao, và em không muốn những người tin tưởng mình, những người khách hàng của mình họ nuôi kinh tế mà nuôi lên nó không có lời cả nhà ha. Cho nên là đó là một trường hợp nuôi có lời, nhưng mà tùy theo thời điểm nữa. Ví dụ có thể sau này, thời gian sau này cái cá đồng nó lên giá, hay là chúng ta có một cái những cái con cá nào chúng ta chọn được và chúng ta nuôi một cái mô hình khác thì nó sẽ vẫn có lời. Ví dụ như sau đây là em sẽ chia sẻ mô hình chúng ta những con cá, ví dụ chúng ta thấy chúng ta nuôi, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta nhìn thấy những con cá sọt, những con cá đuôi càng sọt mà đuôi càng á, dáng kinh dáng đẹp những con cá đó, thì theo kinh nghiệm mình đã từng trải, mình đã thực chiến rồi, thì mình thấy là con cá này trong tương lai nó sẽ phát triển đẹp. Ở một cái những cái cá thể đó chúng ta sẽ lựa ra. Ví dụ em đã từng chia sẻ một chúng ta một con huyết long kinh nhỏ với một cái giá nó rất hợp lý, và chúng ta chăm lên thì con cá nó có thể tăng lên gấp đôi giá trị. Rồi những con pha phu bối mà tố chất nó cao, chai đu nó nhuyễn và dáng dốc nó đẹp, cá nó sung căng, thì những con cá đó nuôi lên nó sẽ có tỷ lệ nó lên cao. Rồi những con cá limited, những con cá special, những con cá đó là cái dáng nó đẹp. Tuy nhiên là muốn đạt được cái lợi nhuận trong cái câu chuyện này thì chúng ta phải rành về cá, chúng ta phải biết giữ dáng cho cá như thế nào, vừa phát triển lên body đẹp, vừa phát triển màu đẹp, và con cá nó không bị lỗi đó, thì chúng ta nuôi nó vẫn có lời ha cả nhà. Nhưng mà cái này á, thì nó sẽ đòi hỏi là cái người chăm, cái người chơi trong tham gia trong câu chuyện này họ phải rành về cá, chứ không phải là chúng ta cứ áp dụng cho tất cả mọi người. Mọi người chúng ta nuôi cá mà như nuôi heo á, tức là mình nuôi mình cứ cho ăn mà mình không biết chăm sóc cho nó, cái nước nó như thế nào, rồi cái đèn nó phải làm sao để cho con cá nó phát triển màu đẹp, body đẹp thì giá trị nó mới tăng. Chứ không phải con cá nuôi mà chúng ta nuôi cho nó sống và nuôi cho nó bự lên là nó tăng giá trị, cái đó cũng không chính xác nha. Thì đó là cái câu chuyện mà hôm nay em muốn ngồi đây để chia sẻ với tâm sự mọi người chúng ta, để chúng ta hiểu hơn về cái môn này. Còn cái chuyện chơi thì hầu như cái câu chuyện này không có một cái chỗ nào, cái cửa hàng nào, cái shop nào ta có thể dám nhìn nhận câu chuyện này, và cũng như là dám chia sẻ mọi người chúng ta về vấn đề này. Tại vì khi mọi người chúng ta khi nghe câu chuyện này, nếu chúng ta không hiểu chúng ta sẽ không dám chơi cá, không dám chơi cá. Nhưng mà câu chuyện này em luôn chia sẻ mọi chúng ta về chơi cá là chấp nhận là chúng ta phải có cái rủi ro. Đôi khi một con cá nó bị bệnh mà mình không biết thì nó có rủi ro, và con cá rồng mình chơi nó thì nó sẽ mang lại cho mình một cái sự xả stress. Mình chơi mình tận hưởng cảm giác nuôi con cá nó sướng như thế nào, thì chúng ta phải coi như là mình phải có trả một cái phí cho cái cuộc chơi đó, và hầu như cuộc chơi nào cũng tốn kém cả, và đôi khi nó sẽ có cái rủi ro, cái lỗ lã trong đó. Ngay cả bản thân em cũng chơi nhiều thứ này, em chơi xe, em chơi sim số đẹp, rồi em chơi những cái cây cảnh các thứ, rồi mình cũng đam mê nhiều món như âm thanh hay là điện thoại hay là nghe nhạc các thứ rồi đó, thì em mua và em cũng lỗ mà. Nhưng có nhiều món mua xong bán là không được nữa kìa, đó là chuyện bình thường. Đã chấp nhận chơi là phải chấp nhận chịu. Anh em chúng ta đa số những người chơi cái rồng là những người đã có hiểu biết, đã lớn rồi, chúng ta phải hiểu vấn đề này. Ok mọi người ha, thì clip cũng đã dài rồi cho nên là em xin phép khép lại clip ở đây, và hy vọng là một thông tin đó có thể mọi người chúng ta có thể hiểu hơn về một cái môn chơi, không chỉ riêng về cá rồng mà tất cả các môn khác cũng như vậy ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn tin tưởng và ủng hộ Rồng Việt Nam. Bên em sẽ luôn lắng nghe và sẽ hoàn thiện, sẽ mọi thời điểm sau đây nó sẽ tốt hơn, và hy vọng là phục vụ mọi người chúng ta được tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye.